Xin chào tất cả các bạn nhé, mới về một thùng đồ chơi mới. Đây, cùng xem ngay nhà mình về món gì. Thùng long, ba đầu, có nhà. Có âm thanh ở dưới này. Ba đầu, hai cánh luôn, silicon rất là êm, này như cái mốt rồi. Đồ chơi nắp in bò, em bò 45.000 một em bò, như thế như này có video ngắn này. Điện thoại baby sắc, nắp vào bấm kêu baby sắc như các bạn. Long dẫn quang này để thông bóng tối phát ra sáng này. Rồi, một quỷ khủng long, công viên khủng long, cầu thang, cuộc trượt, trứng, đu quay, và thuyền này. Này như có 40.000. Một em cũng mong, một em mong ba đầu không ấy, thì em này màu bạc. Mấy cái dù cũng mong của tôi. Cái này là kệ đựng bút. Rồi, chiếu hình siêu nhân người nhện. Bóng đèn chiếu chúng ta lắp vào đây, lắp lên ba cái này, một cái vào đây, chiếu ra hình đây, chiếu ra những cái đằng sau này, chỉ có 33.000 một cái. Một em xe múc rất chi là đẹp. Chơi cảnh sát, có trực thăng, xe ô tô cảnh sát, xe buýt, xe chở tội phạm, thằng stop biển báo, 40.000. Này số lượng rất nhiều. Món gì đây? Một bộ hai khẩu súng bắn mũi tên này, có 4 mũi tên bắn mũi tên, có người tuyết này, cái này cho tôi cầm được này, có bia nữa này, các bạn ngắm bắn này, nhưng có 40.000 này. Tiếp tục là vì xe cảnh sát. Rồi, một anh robot, anh này xem là có dùng pin, có âm thanh, có nhạc. Đây, mô tả đưa tay di chuyển được, tay lên xuống. Này như 150.000. Này nó có giá ở công ty ở trên nhưng giá này mình đã rất khác. Long dạ quang. Em bị bò. Rẻ lắm nha, có mấy chục ngàn này, 20-30 ngàn này. Mình rất là ngầu ha. Ngày xưa hồi mình bé có Tết Trung Thu có khẩu bắn nước là rất là ngầu, ngầu luôn. Cả năm chờ đến Trung Thu mới mua được mấy khẩu súng bắn nước. Điện thoại Pikachu 15.000 một cái. Rồi, anh robot này vừa di chuyển vừa bắn tên được luôn, có 3 tên ở trong. Nắp cái tên vào trong cái đầu này, con tay.
vừa di chuyển vừa bắn tên. Này như tầm 150 nhé. Đấy. Di chuyển được luôn á. Hôm nào làm review này nhé. Một vị đồ chơi khủng long. Có hai khẩu súng nhỏ nhỏ bắn cái đạn hít này. Trứng khủng long. Long, long. À, ngôi nhà khủng long này. Có mấy màu đá. Mấy anh khủng long. Mấy anh robot vừa rồi. Chơi tắm gỗ cho baby baby con răng này. À đồ chơi nha khoa con răng trẻ em cho bạn nào thích chơi trò nha khoa nha. Đây đồ đồ này mặt lại siêu nhân người nhện. Ủa, nhìn thật sơ sài dữ chân. Súng bắn đạn hít xoay nòng luôn nha. Còn này như hơn 300 lắp đạn em nhìn ngầu không. Xin đẹp đẹp đã. Cái này có dùng pin luôn nha. Điều khiển được luôn nha. Đó. Có điều khiển nha, nhưng mấy này điều khiển hơi khó, có điều hướng á. Súng máy lắp pin có âm thanh. Nhìn đẹp không? Có vẻ như tầm 120. Quá trời đỏ mới rồi. Sừng đỏ. Cái sừng đỏ mới về 160.000. Cái sừng rồng Batman. Cái sừng rồng Iron Man. Chơi sơn móng tay. Súng bắn đạn hít. Súng bắn đạn hít có cái bia tức là ngắm bắn luôn. Cây sư vầm cấp tên là mê thì cần. Đúng rồi em. Nhà không thiếu gì tìm không ai. Anh có sợ bóng sắt không ạ? Bóng giặt á. Thôi em. Bóng giặt á. Đi thẳng đi. Được chơi. Trang điểm. Có tô màu. Bé 5 tờ. Hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem nhé.